Vâng, chúc mừng các bác và anh em điện tử Đóng Hoa đang test bộ hát có tổng mức giá là 20 triệu đồng, bao gồm 4 thiết bị, trong đó có một cặp loa mãi thương hiệu điện tử đất nước Đức, cặp loa B3. Model của sản phẩm là HF102, sử dụng 2 bát 2 năm, 2 chung và 2 tép. Cặp loa còn zin nguyên bản đẹp xuất sắc, cặp loa này bên em đang chào bán với giá là 8 triệu 600 ngàn đồng. Và thiết bị thứ hai đó là một chiếc cục đẩy công suất bãi. Mã sản phẩm là MA2.8S. Chiếc đẩy được sử dụng 16 sò sắt và 12 sò than. Chiếc đẩy này bên em đang chào bán với giá 5 triệu đồng. Chiếc đẩy này thì các bác có thể ghép với hai cặp loa HF102. Đẩy rất khỏe, trâu bò các bác nhé. Và thiết bị thứ ba là một chiếc vang cơ cao cấp của Essentech, một dòng vang cơ có dì vợt, hát tiếng rất mềm, dì vợt nghe rất là hay. Và chiếc vang này bên em đang chào bán với giá 3 triệu 400 ngàn đồng. Và cuối cùng là một cặp mic không dây của Motivity này các bác này, Motivity nhá. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm các bác và anh em liên hệ cho trung tâm theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Với một cặp loa bãi xịn B3 HF102, tiếng bát đánh cực sâu và mềm các bác nhá, uy lực. Đây là cặp loa B3 HF102 đẹp xuất sắc, cặp loa zin nguyên bản các bác.